Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án iRobot, các dự án IDO, các dự án IEO và các dự án đến từ các nền tảng uy tín khác nhau cũng như các dự án đến từ các sàn giao dịch. Các bạn đừng quên ấn nút like, subscribe kênh, chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với CoreTiger, đến với những điều ngon, chất và tuyệt vời đến từ CoreTiger. Hôm nay chúng ta có một dự án iRobot đến từ CoreTiger. Thông qua việc các bạn sử dụng link giới thiệu để giới thiệu người dùng và người dùng tham gia vào dưới link giới thiệu người dùng trong thời gian thực hiện nhé. Những người dùng mới thì mới được, còn những người dùng cũ ấy thì chỉ có thể tuyển rep thôi. Đấy. Thế thì cái sự kiện này như thế nào và đúng như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thưa các bạn, để tham gia vào sự kiện này thì trước tiên các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video, link của admin luôn. Đấy. Thì các bạn đăng ký một tài khoản trên CoreTiger và hoàn thành một KYC xác minh danh tính nha. Vì sàn nạp rút cần phải KYC, đặc biệt là phần rút tiền đấy. Sau khi chúng ta đã có tài khoản đủ điều kiện thì các bạn sẽ cùng với mình tìm hiểu về cái chương trình iRobot mới này của bên CoreTiger. Nó có một cái hay như sau. Hoa hồng giới thiệu gấp 3 thời gian có hạn. Thì sự kiện nội dung chính của nó là hoa hồng giới thiệu trong thời gian có hạn phần thưởng gấp 3. Trong thời gian hoạt động thì nó sẽ tính từ ngày 1 tháng 12 lúc 10 giờ sáng đến ngày 15 tháng 12 lúc 10 giờ sáng. Nội quy hoạt động là người dùng tham gia chỉ cần sử dụng những kết mời của riêng họ trong thời gian diễn ra sự kiện để mời người dùng mới đăng ký CoreTiger. Người mời sẽ nhận được phần thưởng hoàn lại gấp đôi cho phí giao dịch ngay giao ngay cho người dùng được mời tạo ra sự kiện. Đấy. Người dùng và cả hai bên giao dịch đồng thời tiền tệ trực tuyến mới của CoreTiger từ 11 tháng 10. Nếu cả hai bên giao dịch thì tổng tiền giao dịch là với số tổng tiền giao dịch là 200 USD thì họ sẽ nhận được phần hoàn lại phí gấp 3 lần phí giao dịch đấy. Nếu cả hai bên, tức là bên mình và bên các bạn đấy, phần thưởng sẽ được quy đổi thành USD phân phối vào tài khoản đấy. Tức là khi các bạn giao dịch với số tiền giao dịch là 200 USD thì các bạn sẽ nhận được cái khoản phần hoàn phí đấy. Thì anh em có thể là giao dịch cái cặp giao dịch sau. Đây này, cái cặp giao dịch là Kisu. Tức là anh em giao dịch các bạn sẽ nhận được hoàn phí đấy. Thì đơn giản thôi, chúng ta mua vào bán ra thì mình thấy là cái cặp giao dịch các bạn cứ tìm trong bằng này cặp này. Bằng này cặp cái cặp nào mà nó có cái volume nhỏ nhất. Vô quên sự nói, độ lệch ít nhất thì chúng ta sẽ tiến hành ta chay. Như con Kisu các bạn thấy là lệnh nó rất là sát nhau. Chúng ta có thể chay ở đây đấy. Mua vào này. Rồi chúng ta sau đó chúng ta bán ra luôn. Đấy. Cứ mua vào bán ra để chúng ta đạt được cái volume, được chưa? Đạt được volume là 200 đô. Cái này thì không khó đúng không ạ? Đây, mua vào này. Không có lệnh market, đã được lệnh market được. Bán ra này, được chưa? Đấy. Nãy giờ là được 4 lệnh đúng không ạ? Lấy 200 mình chia cho xem này, 200 này. Mình sẽ làm luôn 200 để cho anh em có thể có tạo điều kiện cho anh em tham gia. 4 này. Năm này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10. 11 này. 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19, giá bị này anh em ạ, chết rồi. Giá bị lệch một tí anh em để ý nhá. Bọn nó điều chỉnh lại giá đấy. Giá nó bị lệch giá. Mình sẽ sang cặp khác. Cái cặp nào nó ít lệch thì người ta chơi thôi.
Cặp ly, cặp ly thôi nào. Ly này. Con này thì cũng đánh nhiều. Xem cặp khác xem nào. Ít này. Mình không để ý cái đồ này quả sao nó hao coi. Con này thì đánh nhiều. Meta có khả năng cái con ICD là đỡ nạch đấy. ICD đi sẽ để anh lạch. Thôi mình sẽ chơi cái con Kali. Kali khả năng phải đép thêm tiền vào rồi. Hoài phết này các. Nói chung là mình làm mẫu cho anh em xem thôi, chứ còn bây giờ đi tìm cặp thì nó hơi khó tìm. Brody. Brody này. Brody. Cũng hơi lạch. Đấy, anh em có thể tìm xem cái cặp nào đỡ lạch người ta làm nhé. Đấy, thế thì đấy anh em có thể làm như vậy. Ok. Đấy thì ngày mai tớ sẽ cùng làm với anh em yên tâm, mình đã chơi được 20 mà nhân với lại 5. 20 lệnh mà nhân với lại 5, tức là mình đã chơi được 100 đô rồi, còn thiếu 100 đô nữa thôi. Thì 100 đô nữa thì mình sẽ hoàn thành sau cái phần chơi sau. Đấy, anh em nhớ nha, bây giờ anh em cứ chơi ở những cái cặp giao dịch này cho mình nhá. Đấy, đây những cái cặp giao dịch anh em sẽ chơi này. Rồi bây giờ thì mình sẽ gửi tới cho anh em cái video hướng dẫn này. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.